Chào các bạn, trong video này thể theo yêu cầu của một số bạn hỏi mình trên Facebook á, các bạn muốn mình hướng dẫn cách độ chế một cái bộ nguồn. Đây là bộ cấp nguồn cho điện thoại di động nha các bạn. Thì một số bạn có hỏi mình á, cái cách mà để tạo ra một cái bộ nguồn để mà các bạn có thể test về cơ bản các điện thoại di động. Thì cái sơ đồ nguyên lý của nó các bạn rất đơn giản ha. Nói chung là bên đây á, mình sẽ có một cái đồng hồ đo volt nha các bạn. Nó đo cái giá trị á, từ 0 đến khoảng 15V nha các bạn. Đây. Điện áp á, nó dao động từ 0 đến 15V ha. Đây cái đồng hồ cơ bản nha bạn. Còn cái đồng hồ mà số á, giá khoảng hơn 1 triệu á, thì nó có chức năng nhiều hơn nha các bạn. Thì mình nói về cái đồng hồ cơ bản thôi. Rồi bên trong đó có một cái mạch điều chỉnh điện áp nha các bạn. Ở trên đây các bạn, cái bo mạch đó các bạn có thể lên trên mạng hoặc là ra chợ tảo đó, nó có bán nha các bạn. Mạch điều chỉnh điện áp từ 0 đến 15V đó nha các bạn. Để các bạn mắc song song với cái vôn kế nè, rồi mà mắc nối tiếp với ampere kế ha. Ở đây có một số bạn là ở vùng sâu vùng xa không mua được cái mạch đó, hoặc là xa cái chỗ mà bán linh kiện á, thì các bạn có thể mua một cái ampere vôn kế nha các bạn, một cái vôn kế. Hoặc là nhiều bạn không có thì các bạn nhất điều cần duy nhất là các bạn trang bị cho mình một cái ampere kế ha. Ampere kế của mình nó đo được cái dòng khoảng 1A nha các bạn. Các bạn có thể tìm mua ở chợ Nhật Tảo á, nó cũng có bán ha, hay chỗ đó bán linh kiện điện tử hay là mấy cái linh kiện mà cái chỗ mà bán thiết bị và phòng thí nghiệm điện á, nó bán cho mình cái vôn kế đo dòng BC á, cái dòng ở đây 1A nha các bạn. Rồi các bạn lưu ý cho mình nha, cái này á phía sau này nè các bạn, cái này là ampere kế, thì phía sau đây nó có một cái dấu trừ nha các bạn. Đây các bạn thấy không, nó có dấu trừ là cái chân trừ của cái ampere kế nha các bạn. Tương tự như cái vôn kế nè, mình đo dòng DC á, nó cũng có một cái chân trừ nha các bạn. Chân trừ đây nè, phía trên nè, nó có dấu trừ nè. Đây nhiều bạn không thấy rõ, để mình vẽ đây dấu trừ của nó nè các bạn. Đây dấu trừ, còn phía còn lại không, mình dấu này là dấu cộng nha các bạn. Chân cộng ha, các bạn mắc đúng cho mình thôi. Đây là cái vôn kế nha các bạn. Còn ampere kế của mình cũng tương tự ha, dòng 1A á. Đây các bạn thấy dấu trừ không, nó ở đây nó sẽ ký hiệu dấu trừ nha các bạn. Còn phần này dấu cộng nha các bạn, phần không đánh dấu gì hết, dấu cộng. Thì mình nói chung mình xác định cực tính của nó, cái chiều của nó nha các bạn. Tại vì khi các bạn mà mắc cái vô á, nó đúng cực tính của nó các bạn, âm dương á, thì nó sẽ lên đúng chiều. Cái chiều bên đây nè, nó sẽ cái kim á, nó sẽ tăng lên nha các bạn. Các bạn nếu mà nó bắt sai cực á, là nó sẽ có cái kim nó sẽ dao động với xuống dưới nha các bạn, nó không có, nói chung là không có tăng lên ha. Nói chung là ngược cực á, là nó không kim nó không lên nha các bạn, nó sẽ trả ngược và theo chiều ngược lại. Còn trường hợp mà đúng cực, các bạn mắc đúng cực tính của nó là kim á nó sẽ tăng lên. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà các bạn làm một cái bộ cấp nguồn cho điện thoại di động. Nói chung là đơn giản thôi nha các bạn. Tùy các bạn không tìm được cái mạch á, thì giờ mình sẽ tận dụng cái linh kiện sẵn có tại nhà các bạn á, để mà các bạn có thể làm nha. Rồi ở đây các bạn cần chuẩn bị cho mình cái gì? Ở đây mình dụng cụ nè các bạn. Rồi các bạn mình sẽ ghi dụng cụ nha. Các bạn chuẩn bị cho mình một cục sạc á, hoặc adapter. Cái điện áp á là 5V, dòng là khoảng 1A nha các bạn, tại vì nó trùng với cái 1A cái điện áp nè. Điện áp cục sạc á lúc nào cũng 5V nha các bạn. Mình sẽ lấy một cái cục sạc nè, các bạn quan sát kỹ cho mình. Đây cái ngõ ra của nó nha các bạn, là 5V 1A nè, 1A ha. Mình sẽ lấy cục sạc này làm chuẩn luôn nha các bạn. Mình sẽ chuẩn bị một cái ampere kế nha các bạn, 1A luôn nha. Đây là dụng cụ thứ nhất. Dụng cụ thứ hai, các bạn chuẩn bị một cái công tắc. Đây công tắc nè các bạn.
nó dùng để làm cái chuyển mạch để ngắt mở cái nguồn nha các bạn. Tiếp theo á, để mà báo hiệu á, là các bạn tìm cho mình một cái con led 5V nha các bạn. Đây mình có mấy con led 5V nè các bạn. Thì con led này nó thay thế cho cái công tắc này như thế này. Đây là cái con led nó bơm đầu nguồn nha các bạn. Đây con công tắc luôn nha. Thì các bạn cũng độ chế cho mà các bạn bật lên nguồn lên á. Nè các bạn bật nguồn lên thì đèn led nó sáng nha các bạn. Nó báo hiệu là có dòng có nguồn nha các bạn. Cái này không có gì hết á. Thì mình cũng chuẩn bị một cái công tắc như vậy. Một cái đèn led. Các bạn chuẩn bị mình một cái đèn led 5V ha. Còn nếu mà trường hợp các bạn không có đèn led 5V á, các bạn xài cái đèn led thông thường cho mình thôi. Đây là các bạn. Cái đèn led này cái điện áp nó giá trị điện áp là khoảng từ 2,2V đến 2,8V nha các bạn. Thì khi mà các bạn mắc cái nguồn DC 5V này vô á thì các bạn mắc cho mình một con điện trở nha. Và là con điện trở hạng dòng ha. Tại vì nếu các bạn mắc 5V vô đây á, nhiều khả năng là cháy con led này nha các bạn. Nó chết led nè. Cái cách mà bạn tính cái con điện trở hạng dòng này đó các bạn, thì mình trong một cái video và sửa đèn led đó mình đã hướng dẫn rồi nha. Thì các bạn có thể tìm trên kênh của mình á. Các bạn có tính toán được cái con điện trở hạng dòng này cho cái đèn led khoảng 2,2V nha các bạn. Led thường nha. Nhỏ. Và cho các bạn tìm thả hẳn cái con đèn led mà led đúc khoảng 5V nó thì các bạn khỏi luôn nha. Khỏi gắn điện trở hạng dòng. Các bạn nối trực tiếp vô luôn. Mắc song song nha các bạn. Tiếp theo đây các bạn chuẩn bị cho mình hai kẹp cá sấu đỏ đen. Đây, mấy cái kẹp cá sấu này nè các bạn. Nó có bán ngoài bên chợ Nhật Tảo các bạn có mấy nghìn rồi, hoặc là có bán trên mạng á. Ngoài trường hợp các bạn không có cái này thì các bạn có thể mua thẳng một cái bên ngoài á, nó có bán một nguyên cái một sợi dây luôn các bạn. Đây là các bạn, bên ngoài nó có bán cái dây cấp nguồn nè các bạn. Nó có hai cái đầu. Đầu cái nó gắn sẵn với mình cái đầu cá sấu luôn nha các bạn. Nó tầm mười mấy nghìn đó. Thì các bạn có thể tìm mua ha. Còn ở đây mình có mua mấy cái đầu kẹp cá sấu rồi á. Thì các bạn có thể tự hàng vô cũng được. Rồi đây các bạn dùng một cái sợi dây điện, hai dây điện khác màu nha các bạn. Có thể các bạn dùng mấy cái dây đỏ dây đen nè cho phân biệt ha. Hoặc là không thì mình sử dụng hai cái sợi dây khác màu để mà phân biệt. Rồi dụng cụ kế tiếp của mình á, là các bạn chuẩn bị cho mình một cái ampa kế. Cái dòng của nó đo được khoảng 1 ampe nha các bạn. Hoặc là nếu mà các bạn mà tìm không ra hoặc mua không được cái ampa kế này á, thì các bạn dẹp hết mấy cái này cho mình nha. Mấy cái đồng hồ này các bạn dẹp hết. Các bạn lấy cho mình một cái đồng hồ số nè, cái VOM số cho mình, là các bạn đo được cường độ dòng điện của nó nha các bạn. Bật cái chế độ cường độ điện nha. Rồi tiếp theo đây mình sẽ hướng dẫn các bạn step by step, đừng từ bước 1 nha các bạn. Ở đây mình có hai cái sợi dây điện nha các bạn. Thì các bạn thứ nhất các bạn hàng cái đầu dây cá sấu, kẹp cá sấu dây cho mình ha. Ở đây một số bạn chưa biết làm á, thì mình hướng dẫn các bạn làm luôn nha. Đây là sợi dây điện nha các bạn. Thì các bạn luồn, thứ nhất là các bạn luồn cái đầu này nè các bạn. Mình sẽ chọn một cái dây trái sụp đen và một dây đen nha các bạn, để mà phân biệt ha. Đây mình sẽ luồn cái ống này vô. Các bạn luồn vô nha. Rồi các bạn lấy cho mình một cái đầu kẹp cá sấu ha. Đây đó các bạn, đầu kẹp cá sấu. Thì đây các bạn có một cái lỗ nè các bạn. Các bạn luồn vô cái lỗ này. Luồn cái dây vô. Với các bạn tước dây điện các bạn xoắn vô nha. Xoắn kỹ vô. Nhét vô cái lỗ bên đây trước nha các bạn.
sẽ các bạn thấy một cái lỗ, cái lỗ này mình nhét ở đây trước nha bạn. Mình lấy cái đầu dây điện đó mình nhét ở đây trước. Rồi các bạn sẽ hàng lại cho mình, cặp ngược lại nha bạn, cặp ngược lại đó bạn. Lấy chì á, mình lấy một ít mỡ hàng ha, mỡ hàng này dây chì các bạn xi lên nha, cho nó dính chân vào nhau. Rồi các bạn thấy không, các bạn hàng cho nó gọn lại nha các bạn, dính cục rồi á. Rồi các bạn quặp vô đây, ở đây đó, ở trên đây có hai cái ngàm này các bạn, mình sẽ lấy cái một cái gì đó mình bẻ ra, bẻ cho tách ra, rồi mình nhét lại cái dây điện vô đây. Rồi sau khi các bạn nhét cái đây các bạn, các bạn bóp nha. Đây là hai cái chấu nữa, các bạn lấy kềm á, các bạn bóp vô cho nó giữ chặt. Các bạn, cứng rồi nha các bạn. Rồi trường hợp mà các bạn thấy lỏng quá thì các bạn xi lại chì nha, cho nó gọn lại nha các bạn. Như vậy đã xong nha các bạn. Đây là cái kẹp cá sấu, các bạn làm tương tự vô cái kẹp màu đen luôn nha các bạn. Nếu mà luồn á thì các bạn đỡ đây nè, các bạn lấy cho mình cây bút ha, rồi các bạn kẹp mở ra, các bạn kẹp cái bút vô mình. Còn đuôi này á các bạn ấn vô sâu vô, nếu cái luồn cái ống này vô lên nè các bạn xoay ra, luồn vô. Như vậy được rồi nha các bạn. Các bạn thấy không? Vậy nó đã ăn rồi nha các bạn. Đây là cái đầu đỏ nha các bạn. Các bạn rồi các bạn làm tương tự với cái đầu đen như hệt như mình nha. Như vậy là các bạn được có được một sợi dây mà có hai cái đầu kẹp cá sấu ha. Các bạn đi dùng để cặp nguồn điện thoại nha các bạn. Rồi tiếp theo đây mình sẽ tiến hành mình đấu dây nha các bạn. Đây là cái sơ đồ của nó. Ở đây các bạn là một cái cục sạc hoặc adapter khoảng 5V 1A. Nó sẽ có hai đầu dây âm dương nha các bạn. Đây là cục sạc của mình, nó là 5V 1A. Cái đầu ra của nó các bạn, nó sẽ có hai đầu dây âm dương một âm. Đây là hai dây đầu dây âm dương nha các bạn. Nó ra của nó là 5V DC ha. Cái phần dương nữa bạn, các bạn nối với công tắc ha. Các bạn lấy công tắc, một cái công tắc ha bạn, các bạn nối đấu vô. Rồi một cái chân ra công tắc á, các bạn nối với cái con led nè các bạn. Để mà các bạn báo thành một cái đèn báo giống như cái bộ nguồn điện thoại di động nè. Các bạn bật tắt công tắc, bật tắt nguồn á để nó có đèn báo nha các bạn. Rồi tiếp theo á, các bạn mắc cho mình một cái em ba kế, một cái đồng âm kế hoặc một cái đồng hồ VOM nha các bạn. Nè VOM, trường hợp mà các bạn mua không được cái em ba kế một em ba, những âm kế như thế này thì các bạn lấy một cái đồng hồ số cho mình thôi. Các bạn chuyển cái thang đo âm kế nha các bạn. Rồi ở đây mình sẽ làm trước cho các bạn thấy, đây là cái âm kế, thì ở đây á nó có hai chân, các bạn nó xác định là hai chân âm dương nè. Cái chân âm á bạn, âm của em kế thì các bạn nối vào cái kẹp cá sấu màu đỏ nha. Ở đây nha, ở đây mình có dây đỏ nè các bạn, kẹp cá sấu màu đỏ. Còn phía âm của cục sạc á, các bạn nối thẳng luôn, nối với dây đen hoặc kẹp cá sấu màu đen ha các bạn.
Rồi, các bạn nhìn kỹ cái sơ đồ này cho mình nha. Nói chung là cái này là các bạn tự chế thôi, chứ có những các bạn mà nào mà có điều kiện á thì các bạn nên mua hẳn cái bộ nguồn này cho mình, hoặc là mua một cái mạch để mà các bạn độ chế y hệt vậy nha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành nhìn theo sơ đồ này, mình sẽ hàn dây cho các bạn thấy nha. Các bạn lưu ý nha, các bạn có thể chế mua làm một cái hộp nhựa rồi các bạn đặt mấy cái thiết bị này vô nè, mấy cái đồng hồ nè, hoặc là mấy cái công tắc nè. Ở đây mình sẽ không bỏ qua lượt bỏ cái công tắc nha các bạn. Với cái đèn led báo mình sẽ bỏ qua cái giai đoạn này, thì chiếm thời gian nhiều trong video nên giờ mình sẽ hướng dẫn mình. Các bạn có thể nhìn vào sơ đồ này, các bạn tự làm ha. Là các bạn có thể chế một cái hộp rồi các bạn nhét công tắc vô rồi các bạn làm cái đèn led nào led báo cho mình ha. Ở đây mình sẽ bỏ qua mấy cái vật liệu như thế này, rồi mình sẽ tiến hành mình làm, mình đấu trực tiếp cho các bạn cái dương nè của cái nguồn adapter 5V DC. Các bạn đấu thẳng vô cục dương của âm kế luôn. Âm kế hôm nãy mình đã xác định cực dương âm nha các bạn. Rồi cái dây điện ngõ ra các bạn, mình sẽ hàng vô dây đỏ nè, mình sẽ hàng vô chân dương của âm kế nha các bạn. Các bạn lưu ý cho mình nha, các bạn phải hàng đúng chiều nha các bạn, tại vì nó hai chiều âm dương nó kim nó sẽ quay lên. Các bạn chưa học, các bạn hàng ngược là nó kim nó không nhích nha các bạn, nó sẽ cọp xuống nha các bạn, nó có thể hư đồng hồ ha. Nên các bạn lưu ý cho mình, các bạn hàng đúng chiều cho mình thôi. Rồi các bạn cho một ít mở hàng cũng được, các bạn hàng vô dương cục sạc nối với dương âm ba kế. Rồi nó dính nha các bạn. Ở đây mình nhắc lại nha các bạn, mình bỏ qua cái bước mà làm hàng cái công tắc và cái con điện trở hạng dòng với con led này các bạn, để mà nó báo khi mình bật công tắc lên á. Rồi nó sẽ báo đèn nha các bạn. Còn đây mình bỏ qua bước này nha. Thì các bạn ở nhà các bạn có thể tự làm chi tiết hơn. Rồi tiếp theo các bạn lấy cái dây mà mình mới vừa làm á các bạn, cái gì có cái đầu cái cặp cá sấu màu đỏ là dây đen sọc trắng nè các bạn, thì các bạn hàng vô nha, hàng vô cái dấu trừ của em ba kế. Rồi như vậy được rồi nha các bạn. Còn cái dây trừ nè các bạn, là cái đầu đen á, thì các bạn nối vô, nối trực tiếp nó thẳng vô cái trừ của cái sạc luôn nha các bạn. Ở đây mình không ấy, mình sẽ dùng một cái đầu nối nhanh ha. Rồi các bạn kẹp vô cho mình. Nói chung mình làm cho nó nhanh nha các bạn. Rồi các bạn lấy một cái đầu nối nhanh cho mình thôi, mình nhét vô. Rồi sau khi kết nối xong là ok nha các bạn sẽ được về. Nè, dương của cục sạc nối với dương của âm ba kế, rồi nối với phần âm của cái âm ba kế sẽ nối với đầu dây đỏ nha các bạn. Như vậy là kết nối xong ha. Đầu dây đen nè, dây đen của cái âm của cục sạc các bạn, các bạn nối trực tiếp vào cái đầu đen luôn nha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình cắm điện vô, mình sẽ test thử coi nó hoạt động nha các bạn. Rồi để mà xác định được mình đã đấu đúng hay không á, thì các bạn hiện tượng vô, mình sẽ sử dụng hiện tượng ngắn mặt nha các bạn. Khi mà các bạn chụp cái hai quay đo vô nè, hai cái đầu này nè vô nè, cái âm ba kế của mình đó các bạn, cái kim á nó báo lên nha các bạn.
tùy cái mà trường hợp mà hở mạch đó các bạn, là y của nó bằng không nha các bạn. Mà trường hợp mà ngắn mạch đó, hai cái que này đầu này nó chập với nhau á, thì dòng của nó sẽ tăng lên nha các bạn, tăng lên khoảng 1 ampere luôn nha các bạn, tùy cái cục sạc của mình là 1 ampere ha. Đây mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn cho cái cục sạc này. Rồi các bạn tiến hành lấy cho mình một cái ổ cắm nha. Sau đó mình bật công tắc lên. Như vậy là cục sạc của mình là có điện nha các bạn. Rồi các bạn lấy hai cái đầu dây nè, các bạn chập ngắn mạch vô. Các bạn để ý coi cái kim vòng á nó có tăng lên không nha các bạn. Trường hợp mà nó tăng lên á là mình đã đấu đúng rồi nha các bạn. Đó các bạn ha. Kim nó nhích đó các bạn. Rồi, là ok nha các bạn. Tức là như vậy á, là các bạn có thể dùng cái này các bạn cấp nguồn vô được. Đối với những cái mạch mà các bạn dùng ampere kế như vậy á, là các bạn có thể chế một cái hộp nha. Nhớ nha các bạn, các bạn ra mua cho mình một cái ampere kế đo dòng DC á, mà cái maximum của nó đo khoảng 1 ampere là được. Tại vì các bạn dùng cái cục sạc của mình là 1 ampere ha, các bạn đo dòng 1 ampere thì các bạn cứ đóng hộp vô cho mình. Còn trường hợp nhiều bạn á mua không được cái ampere kế này thì các bạn ở nhà các bạn có thể độ chế được không, thì cái này đơn giản thôi nha các bạn, cái này không cần phải độ chế luôn. Các bạn dùng một cái VOM cho mình, cái thang đo ampere kế, thay cho một cái ampere kế bình thường 1 ampere. Rồi tiếp theo đây mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng một cái đồng hồ nha các bạn. Đây mình dùng một cái đồng hồ số. Các bạn đo bình thường là đo ở mức này á, thì các bạn chuyển qua cái cổng com cho mình nha. Đồng thời các bạn chuyển qua cái thang đo nhân 10 ampere, đo cường độ điện các bạn, dòng 10 ampere cho mình. Rồi bạn set như vậy cho mình nha. Rồi tiếp theo đây á, mình sẽ tiến hành mình tắt nguồn đi. Mình xả cái đồng hồ này ra nha các bạn. Rồi mình nhắc lại nha các bạn, trường hợp mà những cái bạn mà không tìm mua được cái mấy cái ampere kế này á, thì các bạn có thể dùng chính cái VOM của mình làm cái thiết bị để đo luôn nha. Các bạn xả dây âm dây dương ra. À, các bạn tìm mua không được cái ampere kế này nè, thì cũng theo cái sơ đồ như hôm nãy nha các bạn. Thay vì các bạn đấu vô cái ampere kế, các bạn đấu vô cái dây dương của VOM, mà các bạn bật cái thang đo cường độ điện lên cho mình là xong ha. Thế đây các bạn, hôm nãy của mình đó là dây dương nè các bạn. Mình sẽ dùng một cái kẹp nữa, kẹp nhanh. Các bạn kẹp một đầu ha. Cái dương này á, các bạn nối dây dương của đồng hồ. Mà các bạn, mình sẽ bỏ ở đây cho dễ thấy ha. Cái que dương của mình á, que đỏ, các bạn nối vào chân đỏ luôn nha các bạn. Cắm vô luôn ha. Rồi, cái phần còn lại của mình á, que đen nè, que đen nó nối vào cái sợi dây đỏ nha các bạn. Nói chung là các bạn thay thế cái đồng hồ ampere kế hôm nãy á bằng cái VOM này thôi, không có gì hết á. Rồi, như vậy là xong nha các bạn. Các bạn dùng ba cái đầu nối nhanh cho mình thôi được rồi. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình đo, mình cấp nguồn vô. Rồi mình kiểm tra dòng cho một số điện thoại di động nha các bạn. Tiếp đây mình sẽ lấy một cái ổ cắm. Rồi các bạn cứ cấp nguồn vô cho mình ha.
Đây là cái trường hợp hở mạch nha bạn. Các bạn cũng chập que đo cho mình coi, coi cái giá trị dòng điện nó có lên không nha các bạn. Rồi mình tiến hành mình kẹp nha các bạn. Kẹp hai này nè các bạn, nhìn cái dòng nó báo không? Thấy không? Dòng nó lên nha các bạn. Mình đo được khoảng 1,2 ampere nha các bạn. Như vậy là cách đấu dây là ok. Các bạn chập đo ngắn mạch đó, các bạn thấy không, dòng không 1,3 ampere. Rồi sau đây mình sẽ lấy một cái điện thoại nha, thoại LG Coolbox, mình test thử ra. Nói chung không cần cái, các bạn không cần cái bộ kích nguồn đâu, nhưng mà cái điện áp của nó ra khoảng 5V. Bạn nhớ chập kẹp đúng ha, chuyên âm chuyên dương rồi cho được rồi cho mình. Đồng thời các bạn xem dòng á, anh ba kế coi nó báo nhiêu nha các bạn. Rồi tiếp đây mình cặp xong rồi các bạn, rồi mình bấm nguồn ha, bật nguồn lên. Rồi các bạn thấy không, cái điện thoại nó bút lên á, các bạn để cái kim dòng nè, cái này nó báo cường độ dòng điện nha các bạn. Đây các bạn thấy không, nó báo dòng điện nè. Rồi các bạn chờ cho chế độ standby nó chuyển sang standby coi dòng nó rơi và thấp nhất không nha các bạn. Rồi các bạn tắt màn hình đó, tại vì ở trên đây nó có một sai số một chút xíu nha các bạn, nên nó rơi khoảng về 0.01 là ok. Còn trường hợp mà cái máy điện thoại của bạn á nó bị hao dòng á, là dòng nó lên khoảng 0.02 hoặc là 0.03 nha các bạn, hoặc có thể cao hơn nữa ha. Là trường hợp mà còn trường hợp chập VBAT á, cái điện thoại bằng chập VBAT là bằng cấp vô á, là nó ra lên maximum được khoảng 1,2 ampere luôn nha các bạn. Nè, phải không, bấm cái điện thoại cái là nó dòng quá nó tăng lên. Đây là trường hợp mà cái điện thoại của mình nó không có sim nha các bạn. Còn đây mình sẽ tí mình sẽ lấy một cái điện thoại đang xài luôn, Nokia đó, vừa rồi 0.01 là ok. Tại vì cái đồng hồ mình nó hơi sai số một xíu nha các bạn. Rồi tiếp đây mình sẽ lấy một cái điện thoại đang xài nha các bạn. À, có sóng nha các bạn. Nokia ha. Rồi mình sẽ cặp thử nguồn coi nó đo khoảng bao nhiêu nha các bạn. Các bạn cặp bình thường cho mình, chuyên âm chuyên dương, đúng chiều của pin nha các bạn. Rồi trường hợp này mình sẽ tiến hành mình bật nguồn luôn nha các bạn. Cái này nó hơi bị chạm trước một xíu nha các bạn. Cái dòng quá, các bạn cặp nguồn vô mà nó dòng 0.01 á là nó bị chạm trước nha. Đó, các bạn thấy nó bút lên không? Như vậy là đối với trong trường hợp này các bạn, cái này là cái điện thoại này á, các bạn cặp vô mà nó ăn dòng trước luôn á, là nó bị chạm nha các bạn. Còn đối với trường hợp mà cái điện thoại mà ok á, là cái dòng lúc đầu á nó phải bằng không nha các bạn, nó về không là nó không bị hao pin ha, cái là hao pin dòng chờ. Đây là nó ăn dòng quá khoảng 10 mA là cái điện thoại này bị hao pin nha các bạn. Nó khiến pin đó. Ở đây trường hợp này nó hơi bị phù nha các bạn. Là cái mainboard này á nó bị chạm. Nó chuẩn bị hao nguồn ha, hao dòng á. Khi mà cặp vô á. Nè, nó ăn 0.01 các bạn. Các bạn thấy không? 0.01 nó bị hao pin ha. Còn trường hợp mà các bạn á, cái điện thoại mà các bạn cặp vô nè, mình lấy cái điện thoại khác nè, con cặp vô á mà nó không bằng không luôn các bạn. Đây nè các bạn thấy không, cái trường hợp này á mình cặp vô như vậy á mà nó bằng không á là cái điện thoại này, cái mainboard này ok các bạn, nó bị hao pin ha.
Còn chờ cái men bo Nokia như lúc nãy á, các bạn cặp vô á, nó ăn thẳng dòng là khoảng khoảng 10mAh là nó bị hao pin, nói chung là bị chạm trước nha các bạn. Chạm trước khi boot á, trước khi mở nguồn á, là cái men bo nè, cái điện thoại nè, nó không bị hao pin ha. Nó bằng không á, ngoài cái boot lên. Và từ đó dòng nó mới tăng lên nha các bạn. Nó ra 100mAh là khoảng 100mAh. 260 nè các bạn. Đó các bạn. Nói chung cái bộ cái này á các bạn có thể chữa cháy thôi nha. Chứ nó không có tuyệt đối giống như cái bộ nguồn, nói chung càng hiện đại á, các bạn bộ đồng hồ số á, khoảng trên 1 triệu á là nó chức năng nó nhiều hơn nha các bạn. Với dòng nó ổn định hơn ha. Còn cái này dòng của mình á chỉ lựa chọn khoảng 1 ampere thôi, nó nói chung nó không cao ha. Đó, các bạn thấy không? Nói chung để các bạn mà kỹ thuật mà muốn độ chế hay các bạn chế cháo gì đó, rồi các bạn kiểm tra điện thoại sơ bộ á, có đang dòng hay không á, là các bạn dùng cái cách này cho mình ha. Để các bạn không thể xác định được là nó cái điện thoại của mình nó ăn dòng bao nhiêu nha các bạn. Và là ok nha các bạn. Rồi trong video này á, mình đã hướng dẫn các bạn cách độ chế cái bộ nguồn từ cái cục sạc nha các bạn. Cục sạc điện thoại với dòng adapter, các bạn dùng cái điện nguồn 5V và dòng khoảng 1A cho mình ha. Để cách bắt các bạn có thể mua cái ba kế này nè, đôi dòng 1A, hoặc là các bạn dùng cái đồng hồ VOM. Từ đó mà các bạn có thể chế cái bộ nguồn để các bạn vọc vạch một chút xíu nha các bạn. Các bạn biết sơ và cách kiểm tra hoặc là cách ăn dòng của điện thoại di động. Rồi video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để là comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.